Đây đây, Tết nhất cô lì xì cho mấy đứa nhá. Đây. Em xin. Đây, của Linh đây. Trời em xin à. Đây, cô có bánh kẹo này mấy đứa ăn tự nhiên đi. Rồi thế, Tết nhất mấy đứa đi được đâu chưa? Ôi giời, Tết nhất là bọn em qua thăm cô trước chứ, đi đâu đâu. Ôi giời, cái con này cái mồm mày chết dầu với gì mà mày nói phét mượt thế hả con? Cô cứ đùa. Này, bọn mày có chúc Tết cô hay là ngồi ăn bánh kẹo đấy à? Thế đã tính xem năm nay thi trường gì chưa? Dạ em thi Bách Khoa. Đúng rồi, Lan học tốt mà, thi cái trường đấy là ok rồi. Còn Hương? Còn em thi kinh tế ạ. Kinh tế à? À, Linh, em lấy chồng cô ạ. Ui giời ơi, sao lại lấy chồng? Học dốt thì lấy chồng, chồng nuôi. Em học rồi cũng thế đấy cô ơi. Ủa, nhà cô không có Coca-Cola à? Nãy cô vừa mới tiếp khách xong, bây giờ hết mất tiêu, cô chưa kịp đi mua, mấy đứa tới rồi này. Thôi để cô chúc mừng năm mới cô nhá. Mày đi xe đi, hiện tại bây giờ là 3 tiếng. Tao cho mày một thử thách. Cầm đấy. Em muốn gửi thử thách này đến bạn Kiên Hà Tịnh. Đố bạn tìm được những lon Coca-Cola có lời chúc thử khác. Thử thách gì đấy? Đi kiếm đủ 4 lon Coca-Cola với 4 lời chúc khác nhau mang về đây. Còn không thì phạt 5 loét. Ok kìa. 3. Khoan từ từ. 2. Ơ nhưng mà. 1. Một lon. Chúc bạn yêu năm rồng như ý, ăn Tết không lo linh ký nghe. Vâng, tôi cảm ơn bạn. Thế à, tôi chúc bạn năm rồng đường tình khởi sắc, có người vừa mắt. Mình chúc hai bạn năm rồng dầm nát nỗi sầu, tươi vui phơi phới. Tự nhiên nhắc là cái gì, nhớ người yêu cũ quá đi mất. Còn tao á, thích được lạc quan, chúc tụi mày tinh thần lạc quan, xinh đẹp rạng ngời, lời được người yêu. Còn cô thì chúc mấy đứa này học hành thuận lợi, điểm số thăng hoa, bạn bè hòa hợp, thầy cô yêu thương, xương xương là học sinh giỏi nha. Vâng, còn tụi em chúc cô năm mới công thành danh toại, gia đình yên ấm, chấm bài kiểm tra toàn 10 nghe. Do khách với bạn sáng tạo mấy câu chúc hay hơn Linh đấy. Còn chần chờ gì nữa mà không mau chạy đi hốt mấy lon Coca-Cola với những lời chúc ý nghĩa về gia đình và bạn bè nhé.